Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi. Tập 282. Thần Đạo Đan Tôn chương 2819, ta tên Lý Tứ Một. Quản Đông Dậu lập tức quay đầu rời đi, ngay cả tiệc rượu cũng không tham gia. Oa, hóa ra ngươi mạnh như vậy. Hai mắt của Trần Tử Vũ tỏa ánh sáng. Lăng Hàn cười nói, có phải là động tâm không? Đã nói rồi, ngươi không phải loại hình bổn cô nương yêu thích. Trần Tử Vũ nói, có điều, tỷ tỷ khá thưởng thức loại hình như ngươi, cơ hội của ngươi tăng nhiều. Lăng Hàn vừa định nói chuyện, đã thấy một nữ tử chập chờn thon thả đi tới, dáng dấp rất quyến rũ, trên người quấn quanh hai đạo màu sắc đặc biệt. Nàng nhìn Lăng Hàn hơi cúi chào nói, Đàm Song Song gặp qua sư huynh. Lăng Hàn gật gật đầu, xem như đáp lễ. Đi đi đi, người này không có phần của ngươi. Trần Tử Vũ vội vã đuổi người, hiển nhiên nữ nhân này là nhìn thấy Quản Đông Dậu bị trục xuất mới sẽ chạy tới. Vì sao? Tầng 3 bước đi tầng 4, đại diện cho tư chất vô thượng, người như vậy chẳng phải là con rể tốt đốt đèn lồng cũng tìm không được sao? Sư huynh, vị sư huynh này. Càng nhiều nữ tử đi tới, thật giống như cá mập nghe thấy được mùi máu tanh, Trần Tử Vũ chỉ có một người như thế nào chống đỡ được. Không khỏi tức giận đến kêu to oa oa, trước sao các ngươi làm như không thấy với Lăng Hàn. Đúng lúc này, chỉ nghe rối loạn tưng bừng truyền tới. Thu Vân tiên tử đến rồi, có người kinh ngạc thốt lên, tỷ tỷ đến. Trần Tử Vũ nhất thời như tiêu tán gánh nặng, nàng hoàn toàn chắc chắn, chỉ cần Lăng Hàn nhìn thấy Yến Thu Vân thì tuyệt đối sẽ bị mê hoặc, không cần lo lắng bị yêu tinh nào quyến rũ đi. Đoàn người phun trào, rất nhiều người đi tới cửa đón. Tuyệt sắc đại mỹ nhân xếp hạng thứ tư trên bách hoa phổ khóa này, nam nhân nào không động lòng. Đây là tiệc rượu ra mắt, người tới đương nhiên cũng là vì ra mắt mà đến. Như chúng tinh cùng nguyệt, chỉ thấy một mỹ nữ từ trong đám người đi ra, phía sau đi theo thật nhiều nam tử, đều tặng ân cần. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp tỷ tỷ, Trần Tử Vũ nói. Yên Thu Vân được mọi người vờn quanh, nàng sắc thực xinh đẹp phi phàm, so với nhu yêu nữ còn đẹp hơn một ít. Vóc người thướt tha như thanh liên, đẹp không sao tả xiết. Nếu như chỉ nhìn dung nhan, như vậy nàng chỉ là một bình hoa, nhưng nàng còn là một thiên tài võ đạo. Khí chàng mạnh mẽ, trên người quấn quanh năm đạo màu sắc đặc biệt, cái này đủ để chứng minh nàng mạnh mẽ. Trần Tử Vũ lôi kéo cánh tay của Lăng Hàn, dùng sức kéo hắn đi về phía trước. Muốn chen vào trong đám người, độ khó cực kỳ cao, mọi người đều là tiên vương, bắn ra khí chàng mãnh liệt. Chỉ cần cảnh giới chênh lệch lớn thì căn bản không thể xông vào được. Cũng còn tốt, Trần Tử Vũ vừa đi vừa gọi, hấp dẫn Yên Thu Vân chú ý, cố ý ngừng lại, như vậy mọi người mới ý thức được, dồn dập tránh đường cho Trần Tử Vũ. Tỷ tỷ, ta tìm được lang quân như ý cho ngươi. Trần Tử Vũ có chút thở hổn hển, xông qua bảy người này thật giống như cùng rất nhiều tiên vương đánh một trận, làm cho nàng mệt mỏi. Lời vừa nói ra, nhất thời để rất nhiều người trợn mắt nhìn nàng cùng Lăng Hàn. Yên Thu Vân nhìn Lăng Hàn một chút nói, hả, chính là hắn sao? Nàng nhẹ như mây gió, ý cười dịu dàng. Trần Tử Vũ quay đầu nhìn lại, suýt chút nữa tức điên. Bởi vì tuy một tay của Lăng Hàn bị nàng cầm lấy, nhưng một tay khác vẫn bưng một mâm thức ăn, phóng tới bên mép, còn đang từng miếng ăn say sưa. Ngươi đến cùng đã bao lâu không ăn? Hay ngươi là quỷ chết đói đầu thai? Trần Tử Vũ sắp khóc, nàng bỏ công như vậy, nhưng người trong cuộc như tại sao Lăng Hàn không hề có một chút để ở trong lòng nào? Đạo hữu xưng hô như thế nào? Yên Thu Vân mỉm cười hỏi, nàng tự nhiên không thể để ý một tiên vương tầng 3, nhưng cho rằng Lăng Hàn cùng Trần Tử Vũ có thể đến gần thành một đôi, đương nhiên phải quan tâm một hồi. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, tại hạ Lý Tứ, công phu hàm dưỡng của Yên Thu Vân rất tốt, nhưng nghe nói như thế cũng có kích động muốn đánh người. Coi như ngươi không chịu báo tên thật, cũng không cần lừa phỉnh ta như thế chứ. Hả, hóa ra là Lý Tứ đạo huynh. Nàng gật gật đầu, sau đó nhìn Trần Tử Vũ nói. Tử Vũ, đến, ta cùng ngươi nói mấy câu. Nói chuyện là giả, kỳ thực chính là không muốn Trần Tử Vũ cùng Lăng Hàn lại có quá nhiều tiếp xúc, phải tách hai người ra. Trần Tử Vũ nha một hồi, thả tay của Lăng Hàn ra, đi tới. Yên Thu Vân khẽ mỉm cười, cất bước mà đi. Sau đó quay đầu lại nhìn Lăng Hàn một chút, ánh mắt có chút ác liệt, tràn ngập ý nghĩ cảnh cáo. Tự nhiên là nói Lăng Hàn không nên có ý đồ không an phận gì với Trần Tử Vũ,
bằng không nàng sẽ không khách khí. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, hắn chỉ nở nụ cười, đang muốn cất bước, lại bị mấy nam tử khuôn mặt không quen ngăn lại. Không nên có ý nghĩ gì với Thu Vân Tiên Vương, ngươi căn bản không xứng. Bằng không, chúng ta không ngại dạy ngươi làm người như thế nào. Mấy người này dồn dập nói, ngôn từ cực kỳ nghiêm túc. Lăng Hàn nhìn bọn họ một hồi, đều là tiên vương tầng 3. Hắn lắc đầu một cái, người theo đuổi nàng nhiều như vậy, tại sao chỉ nhằm vào ta? Cái này chứng minh, các ngươi quá yếu, chỉ dám hò hét với ta. Vài tên tiên vương kia đều cười gằn, phí lời, bọn họ chỉ là tiên vương tầng 3, chẳng lẽ muốn bọn họ đi đấu với tiên vương tầng 4 sao? Ngươi nói không sai, mấy người này đều gật đầu. Lăng Hàn lẩm bẩm, ta dễ bắt nạt như vậy sao? Hắn bỗng nhiên ra tay, oành oành oành, ba quyền hai cước mà thôi, vài tên tiên vương kia liền bị hắn đánh đổ. Rõ ràng là chiến đấu cấp bậc tiên vương, nhưng lại biến thành du côn lưu manh tranh đấu, căn bản không có lực lượng quy tắc gì giật động, từng cú đấm thấu thịt, thô tục đến không được. Nhưng chiến đấu chính là nhanh như vậy liền giải quyết. Đoàn người Yên Thu Vân vẫn chưa đi xa, nghe được động tĩnh dồn dập, quay đầu, liền nhìn thấy mấy tiên vương nằm thẳng trên đất rên rỉ, mà Lăng Hàn vỗ vỗ hai tay, đi trở về bên cạnh quảng trường, bắt đầu kiếm ăn. Tiểu tử này, một thanh niên áo lam nói nhỏ, ánh mắt nhảy một cái, trên người hắn quấn quanh năm đạo màu sắc đặc biệt, khí tức cực kỳ khủng bố. Rất bất phàm a, mấy tức liền đánh bại tiên vương cùng cấp, hơn nữa còn không phải một cái, đế tinh trở lên sao. Lại một tiên vương cười nói, trang phục màu xanh lục, tuy ngôn từ đánh giá với Lăng Hàn rất cao, nhưng sắc mặt hết sức bình tĩnh. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 2820, ta tên Lý Tứ Hai. Đây là tự nhiên, coi như là đế tinh tầng 3 thì đã làm sao, hắn là tiên vương tầng 5, dưới áp chế của hai cảnh giới, thực lực chênh lệch lớn tột đỉnh. Tiên vương 9 tầng, một bước một thiên địa, đây là nói lung tung sao? Còn nữa, hắn tốt xấu gì cũng là đế giả, so với đế tinh cũng chỉ chênh lệch một cấp độ tiến hóa mà thôi. Yên Thu Vân kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Hàn lại mạnh như vậy. Trước đó, Lăng Hàn cho nàng ấn tượng đầu tiên thực quá kém, một bộ dáng dấp bại hoại, hoàn toàn không để ý được, nhưng hiện tại hắn thậm chí là một vị đế tinh, tự nhiên nằm ngoài dự liệu của nàng. Thu Vân tiên tử, không cần để ý tới loại tiểu nhân vật này, xin mời. Các thanh niên tiên vương chen chúc ở bên người nàng dồn dập khuyên nhủ. Yên Thu Vân gật gù, đây chính là vũ viện đệ nhất thiên hạ, đừng nói đế tinh, ngay cả yêu nghiệt tiến hóa lũy thừa đạt đến 11, 12 cũng có, cần đặc biệt để ý sao. Chỉ có Trần Tử Vũ mới phát hiện bị lừa, muốn đi tìm Lăng Hàn, lại bị Yên Thu Vân tóm chăm chú, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi xa. Huynh đệ, đụng vào cái đinh a. Thời điểm Lăng Hàn trở lại vị trí, chỉ thấy có vài người trẻ tuổi đi tới, nữ có, nam có, không ai không mang theo vẻ trào phúng. Ha ha, kia là Thu Vân tiên tử, không phải ngươi có thể trèo cao. Phải, đừng tưởng mình là đế tinh liền có thể mắt cao hơn đầu. Chỉ là khóa này, số lượng đế tinh liền lấy ngàn tính, ngươi cũng không tính là cái gì. Đây là một mỹ nữ, mang theo khẩu khí chua xót nói. Trước nàng đã từng chủ động đến gần Lăng Hàn, lại bị Lăng Hàn nhàn nhạt từ chối, bởi vậy trong lòng tự nhiên khó chịu, hiện tại có cơ hội, không nhân cơ hội trào phúng một hồi sao được. Ha 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 ha, những người này đều nở nụ cười. Bọn họ không bằng Lăng Hàn, không thể lấy tu vi tầng 3 đánh đuổi cường giả tầng 4, hiện tại thấy Lăng Hàn ăn quả đắng, cái này lại thành nguồn vui vẻ của bọn họ. Lăng Hàn lắc đầu, cái này là người nào a? Coi như là đế giả cũng không đến nỗi nông cạn như thế chứ. Hắn lại không biết, những người này đều là người địa phương của Viêm Xương Vị Diện, vốn xem thường người ngoại lai. Nam chính là đố kỵ, nữ chính là oán khí, thêm đến cùng một chỗ, biểu hiện của bọn họ liền vô cùng xấu xí. Lăng Hàn phẩy phẩy tay, đi xa một chút, đừng phát ra mùi tanh hôi ảnh hưởng ta dùng cơm. Cái thứ này, mấy nam nữ trẻ tuổi kia đều tức giận, nhưng bọn họ không phải tiên vương tầng 3 chính là tầng 2, đánh làm sao có khả năng là đối thủ của Lăng Hàn, tự nhiên không dám tức giận. Ha ha, tiệc rượu này kỳ thực chính là ra mắt đại hội, ta chờ xem ngươi cô đơn một mình ơi rời đi. Có người trào phúng như vậy, phải, nếu còn có người để ý hắn,
ta ăn cái bàn này, ta ăn cái ghế. Bọn họ cố ý nói như vậy, tăng mạnh cường độ trào phúng. Đúng lúc này, cửa lần thứ hai bắt đầu gây rối. Loạn tinh nữ thần đến rồi. Câu nói này ra miệng, nhất thời, toàn bộ người trên quảng trường đều tựa như điên rồi, dâng tới cửa, tranh giành cực kỳ kịch liệt. Loạn tinh nữ thần, mấy nam nữ trẻ tuổi kia cũng hai mắt phát sáng, mị lực của nữ hoàng là nam nữ thông sát. Trong lòng Lăng Hàn cũng hơi động, hắn quá lâu không có thấy thê tử rồi. Nơi này đều là tiên vương, nhưng mỗi tiên vương hiện tại đều tựa như điên rồi, tranh nhau chen lấn về một phương hướng. Trước Yên Thu Vân được chúng tinh cùng nguyệt, nhưng hiện tại bên người vắng ngắt, ngoại trừ Trần Tử Vũ. Cũng chỉ có hai tiên vương áo lam, áo xanh, nhưng trên mặt bọn họ cũng có vẻ do dự, có phải là cũng nên nghênh đón hay không. Sắc mặt của Yên Thu Vân có chút khó coi, nàng từ trước đến giờ tự phụ tuyệt lệ, thiên hạ không người nào có thể so sánh. Hơn nữa ở vị diện của nàng, vẻ đẹp của nàng cũng xác thực đứng đầu một thời đại. Nhưng đến nơi này, nàng chỉ có thể xếp thứ tư, hơn nữa là bách hoa phổ khóa này, phóng tới chính bảng, nàng thậm chí ngay cả 100 vị trí đầu cũng không thể đi vào. Nhưng nữ hoàng thì sao? Người ta không chỉ là hoa khôi của bách hoa phổ khóa này, dù phóng tới chính bảng cũng là số 1 số 2, so sánh như thế, há có thể không làm nàng đố kỵ. Chỉ thấy đoàn người lại phun trào về phía trong, bởi vì nữ hoàng đã đi vào. Hào quang của nàng dù bị mọi người vây quanh cũng không cách nào che lấp, mỗi người đều lộ ra vẻ ý loạn tình mê, vì mị lực của nữ hoàng mà say sưa. Phải biết, những người này đều là tiên vương a. Nếu như ta có thể đứng ở cạnh nữ thần là tốt rồi. Ta chỉ cần ở khoảng cách gần liếc nhìn nàng một cái liền được. Nếu như nữ thần có thể nói với ta một câu, ta lập tức chết cũng đáng giá. Bên cạnh Lăng Hàn, mấy nam nữ trẻ tuổi kia đều nói, mị lực của thê tử thật to lớn. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nhanh chân mà đi, đi về phía nữ hoàng. Chỉ có nữ hoàng, không nhìn thấy hổ nữ cùng nhu yêu nữ. Này, chen cái gì chứ? Phía trước có người chặn đường, bị Lăng Hàn dễ dàng đánh văng ra, nhưng người ta có thể không vui, thật vất vả mới đẩy tới nơi này. Ngươi đây là làm gì, không biết cái gì gọi là đến trước đến sau sao? Lăng Hàn không để ý tới, tiếp tục đi, khí tức kinh khủng rung động. Không ai có thể chống đỡ được hắn, không ai không dồn dập tránh đường. Bởi vậy, hắn lập tức bị lộ ra. Yên Thu Vân nhìn ở trong mắt, không khỏi càng thêm đố kỵ. Mặc dù nàng đối với Lăng Hàn một điểm cảm giác cũng không có, nhưng người mới vừa rồi còn đang theo đuổi mình. Hiện tại vượt mọi chông gai đi lấy lòng một nữ nhân khác, hơn nữa còn là đại địch của nàng, làm cho nàng cực kỳ khó chịu. Cái gia hỏa thối này vẫn đúng là muốn truy cầu loạn tinh. Trần Tử Vũ cũng kinh ngạc, chỉ cảm thấy da mặt của Lăng Hàn thật dày, mà trước đó hắn cũng không phải chỉ nói suông, chính là về phía loạn tinh mà đến. Kha kha, tự rước lấy nhục mà thôi. Vài tên nam nữ trẻ tuổi nguyên bản trào phúng Lăng Hàn đều cười gằn, người nào không biết loạn tinh cực kỳ kiêu ngạo, ngay cả Cốc Hợp Nghĩa, Tiêu Anh Hùng, Miêu Hóa. Theo đuổi cũng không để ý chút nào, nếu không như vậy, sự tình cũng không có phần của người khác. Nữ nhân của mấy quái vật kia, có ai dám có ý đồ? Thấy cảnh này người người đều lắc đầu, cười nhạo Lăng Hàn không tự lượng sức, ngươi là đế tinh thì đã làm sao? Tuy vũ viện đệ nhất thiên hạ nhiều nhất chính là đế giả, nhưng đế tinh thật không ít, mỗi một giới đều là lấy ngàn tính. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 2821, Nữ Hoàng Tuyệt Lệ. Lấy thực lực của Lăng Hàn, một đường như dẫm trên đất bằng, không ai có thể ngăn cản, lại thêm tính cách của nữ hoàng cũng khinh thường thiên hạ, căn bản không ngừng bước, bởi vậy hai người rất nhanh đối đầu. Cách xa nhau chỉ một trượng, đối mặt mà đứng. Tất cả mọi người thầm lo lắng cho Lăng Hàn, nữ hoàng quá kiêu ngạo, ai dám chặn đường nàng. Coi như nữ hoàng không thu thập được hắn, chờ sau đó bị đám người Cốc Hợp Nghĩa biết, bọn họ tất nhiên cũng sẽ tự mình ra tay giúp nữ hoàng giải quyết. Vì lẽ đó, đắc tội đám người Cốc Hợp Nghĩa hoặc Miêu Hóa, đó chỉ là đắc tội một người, nhưng đắc tội nữ hoàng. Cấp độ kia chính là đắc tội toàn bộ yêu nghiệt khóa này. Kẻ ngu si mới làm chuyện như vậy. Vô Tri không sợ, tên này nhất định là vừa mới vào vũ viện. Nữ hoàng lạnh lùng nhìn về phía Lăng Hàn, một chữ cút vừa định ra miệng, nhưng đột nhiên sững sờ. Nàng không có cái mũi dọa người như hổ nữ, nhưng cùng Lăng Hàn ở chung lâu như vậy,
chẳng lẽ còn sẽ không nhận ra nam nhân của mình? Cho dù hiện tại dung mạo của Lăng Hàn biến hóa, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, hắn biết nữ hoàng đã nhận ra mình. Nữ hoàng mở bước, xèo, nàng hóa thành một mũi tên, đánh về phía Lăng Hàn. Nữ thần ra tay rồi. Ha, nữ thần không phải bình hoa a, chính là đế tinh, hơn nữa ngưng chính là tiên chủng hoàn mỹ, tiến hóa lũy thừa phỏng chừng cũng đã đạt đến 11. Bởi vậy, tuy tu vi của nàng chỉ tầng 3 trung kỳ, nhưng sức chiến đấu đạt tới tầng 5. Nếu không như vậy, nàng há có thể được đám người Cốc Hợp Nghĩa ái mộ. Nữ hoàng ra tay, cùng cấp ai có thể kháng cự. Cái thứ này muốn thảm, đệt, phốc, à. Tiếng kêu kinh ngạc vang lên khắp nơi, mỗi người không thể tin được con mắt của mình, miệng há thật to, đầu lưỡi muốn phun ra. Bọn họ thấy cái gì? Nữ hoàng lại không có ra tay, mà là trực tiếp quăng vào trong lồng ngực của Lăng Hàn. Cái này, mình nhất định là hoa mắt, ha ha. Vị nữ thần cực kỳ cao quý kia làm sao có khả năng đầu hoài tống bão với nam nhân chứ? Bọn họ lại vò vò con mắt của mình, nhưng lại nhe răng lần nữa. Nữ thần không chỉ còn đang ở trong ngực của nam nhân kia, thậm chí nam nhân kia còn dùng một tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của nữ thần, một tay khác khẽ vuốt mái tóc của nàng. Phốc, Yên Thu Vân phun ra ngoài, không ngừng ho khan. Trần Tử Vũ há to miệng, dưới cái nhìn của nàng, Lăng Hàn ngay cả tư cách nói chuyện với nữ hoàng cũng không có, nhưng hiện tại lại ôm nữ thần mà tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Trời ạ, lẽ nào nàng đang nằm mơ? Nơi khác, mấy nam nữ trẻ tuổi kia cũng trợn mắt ngoác mồm, có một loại cảm giác giống như mộng ảo. Vừa nãy bọn họ còn đang trào phúng Lăng Hàn là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, lại còn muốn theo đuổi Yên Thu Vân. Kết quả, người ta trực tiếp cua vũ viện nữ thần, không biết vượt qua Yên Thu Vân bao nhiêu lần. Bọn họ đều cảm thấy trên mặt nóng rát, càng hận không thể ở trên đất có cái động để bọn họ chui vào. Ôi ta sát, đây là tình huống thế nào? Rốt cục có người lẩm bẩm. Lẽ nào thứ này am hiểu mê hồn thuật, mê hoặc nữ thần? Khẳng định là vậy. Có điều, bất kể như thế nào, chờ sau đó đám người Cốc Hợp Nghĩa biết. Tiểu tử này liền thảm, tuyệt đối xong đời. Tất cả mọi người khôi phục như cũ, lúc này Lăng Hàn có thể ôm mỹ nhân là một chuyện. Nhưng đám người Cốc Hợp Nghĩa lại há có thể ngồi xem. Đừng nói đây là một đám yêu nghiệt, coi như chỉ có một người ra tay, Lăng Hàn như thế nào chặn. Ai, trên đầu chữ sắc là một cây đao a. Điểm này, Yên Thu Vân cũng nghĩ đến, khóe miệng nàng không khỏi hiện ra vẻ tươi cười, lúc này thật là một mũi tên hạ hai con chim. Lăng Hàn dĩ nhiên sẽ thảm, nhưng nữ hoàng lại đối với một tiểu tốt đầu hoài tống bão, cái này tự nhiên sẽ làm cho hình tượng của nàng xuống thấp. Nữ thần kinh còn tạm được. Lăng Hàn cũng không muốn để cho mình trở thành tiêu điểm cho mọi người chú ý, tuy hiện tại là khó tránh khỏi, nhưng hắn vẫn lôi kéo nữ hoàng đi vào trong, cùng nàng ăn uống. Nữ hoàng không khỏi cười duyên, phu quân mình thật là tham ăn. Nhìn thấy nữ hoàng nhất tiếu khuynh thành, tất cả mọi người đều ngây dại, nhiều năm như vậy, ai gặp qua nữ hoàng lộ ra nụ cười. Đẹp, quá đẹp, tin tức lớn, có hai người vội vã xông vào. Tin tức cực kỳ lớn, Trác Khải lại ở dã lĩnh cùng một nam nhân cởi, sạch làm chuyện ấy. Cái này chính là Vu Giác cùng Hứa Sơn. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, coi như tuôn ra tin tức như thế, nhưng lại không có ai nhìn nhiều bọn họ. Kỳ quái, lẽ nào chuyện như vậy đã trở nên bình thường, cho nên mới không có ai lưu ý, quan tâm. Vu Giác cùng Hứa Sơn đều kinh ngạc, nghĩ đến trước đó hưng phấn chạy tới địa phương kia. Nhưng kết quả nhìn thấy hai nam nhân trần truồng chồng lên nhau, một bên nhún một bên còn giống to, thực sự là mặt đều tái rồi. Trời ạ, cái khẩu vị này cũng quá nặng đi. Bọn họ tự nhiên hận chết Trác Khải, mình biến thái coi như thôi, lại còn gọi bọn họ cùng một chỗ chơi. Ngươi chớ đẩy chúng ta vào trong cống A. Bọn họ vội vã chạy trở về, công bố xấu xa của Trác Khải cho nhiều người biết. Mặt khác, bọn họ còn muốn tìm Lăng Hàn tính sổ, lại để bọn họ nhìn thấy tình cảnh như vậy, thực sự là nhân sinh quan cũng phải vặn vẹo. Cái gì, Trác Khải lại là loại người như vậy? Rốt cục có người từ trong khiếp sợ tỉnh thần, bắt đầu tiếp thu một tin tức lớn khác. Ha ha, Trác Khải lại yêu thích nam nhân. Có thể a, thứ nhị thế tổ này chơi nhiều nữ nhân rồi, chơi chán nói không chắc sẽ tìm chút vật mới mẻ. Ồ, ngươi không cần nói ác tâm như vậy. Ta nghĩ ra rồi, mấy ngày trước còn bị Trác Khải choàng vai, lúc đó hắn khẳng định có ý đồ nhằm vào ta. Chúc mừng lão huynh,
nói không chắc qua mấy ngày còn có thể được Trác Khải thu vào hậu cung. Biến thái. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu nghị luận, đây quả thật là một tin tức lớn, cũng là đại sử văn, Trác Binh là nhân vật cỡ nào. Đường đường chuẩn thiên tôn, nhưng hậu nhân của hắn lại chơi nam nhân, hắn thổ huyết cũng có thể ói chết. Thực hay giả? Có người nhìn hai người Vu Giác xác nhận. Đương nhiên là thật, ta còn dùng ký ức tinh thạch ghi lại. Vu Giác nói, một bên móc ra một khối thủy tinh, lấy nguyên lực kích phát, thủy tinh lập tức phát sáng, chiếu ra một cảnh tượng, lập thể. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 2822, tin tức siêu lớn. Oa, toàn trường nhất thời buồn nôn, hai nam nhân trần truồng chồng lên nhau, một bên nhún thân thể, một bên hổ gầm liên tục, làm chuyện gì còn phải nghĩ sao? Chủ công chính là Trác Khải. Ồ, tiểu thụ kia là Vũ Thi. Có người nhận ra thanh y thiếu niên, đương nhiên, hiện tại hắn không có y phục. Đúng là Vũ Thi. Không thể nào, Vũ Thi tốt xấu gì cũng là đế giả, hơn nữa người này ta đã thấy, cực kỳ bình thường à. Cắt, người có loại đam mê này như thế nào sẽ nói cho ngươi biết. Nếu không phải hiện tại tận mắt nhìn, nói cho ta cũng không thể tin tưởng. Mọi người dồn dập lắc đầu, Vũ Thi cũng coi như là thanh niên có chút tiếng tăm, làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy. Vu Giác cùng Hứa Sơn tìm một hồi, rất nhanh thì phát hiện Lăng Hàn. Cho dù tu vi của bọn họ mạnh mẽ kéo lên, nhưng tiên vương dù sao cũng là tiên vương, muốn ở trong đám người tìm một người quá đơn giản. Bọn họ chạy tới, muốn tìm Lăng Hàn tính sổ, lại dám âm bọn họ, làm hại bọn họ nhìn cảnh như thế. Cút! Không chờ bọn họ mở miệng, nữ hoàng quát khẽ một tiếng, tràn ngập ngang ngược. Trước đó hai người Vu Giác không nhìn thấy nữ hoàng, thực sự là Lăng Hàn quá gây hận, cho đến khi bị quát mắng một câu, bọn họ mới nhìn sang nữ hoàng, nhất thời, ánh mắt của bọn họ mở to. Nữ thần, lại là Loạn Tinh nữ thần. Bọn họ đều kinh ngạc nói không ra lời, tay chân luống cuống, vội vã lùi xuống. Cho đến khi lùi qua bên cạnh, bọn họ mới bừng tỉnh, không đúng, bọn họ không phải muốn tìm Lăng Hàn tính sổ sao, hiện tại cái này lại tính là gì. Nhưng tưởng tượng đến nữ hoàng tuyệt mỹ cùng ung dung, bọn họ không có dũng khí tiến lên lần nữa. Lăng Hàn nhìn thê tử, không khỏi mỉm cười, sau khi nữ hoàng bước vào tiên vương cảnh, càng có vẻ ung dung cao quý, ngay cả hắn cũng có chút không chịu nổi. Hai người vừa ăn, vừa nói trải qua những năm này, hoàn toàn không coi ai ra gì, trong ánh mắt chỉ có hai bên tồn tại. Lăng Hàn hỏi Hồ Nữ cùng Nhu Yêu Nữ, Hồ Nữ bị một vị thiên tôn vừa ý, bắt tới làm đệ tử. Nữ hoàng nói, không nhịn được lộ ra nụ cười. Sắc mặt Lăng Hàn quái lạ, được thiên tôn vừa ý thu làm đệ tử, ai không đến hùng hục, nhưng nữ hoàng lại dùng đến chữ bắt, có thể thấy được lúc trước tiểu nha đầu bất đắc dĩ ra sao. Cũng chỉ có nha đầu này, Lăng Hàn thầm nghĩ lúc trước Hồ Nữ bị tóm về Côn Bằng Cung, không phải cũng bất đắc dĩ sao, trong mắt nha đầu này căn bản không có khái niệm cơ duyên, hết thảy đều là tùy tính tùy ý. Tiểu Nhu đang xung kích tầng 3, nữ hoàng lại nói. Lăng Hàn gật đầu, Nhu Yêu Nữ nguyên bản chỉ có tư chất vương giả, nhưng dựa vào thiên đạo ngọc, bù đắp quy tắc trở thành đế giả, có thể không tốn sức chút nào mà xông lên tiên vương tầng 5. Nhưng tốc độ tiến cảnh đương nhiên không thể so với đế tinh, huống chi hiện tại tiến hóa lũy thừa của nữ hoàng khẳng định không chỉ là 10. Không chỉ Nhu Yêu Nữ tiến bộ rất lớn, tiểu khủng cũng vậy, sau khi con chiến thú này đi tới viêm xương vị diện, thật giống như lập tức bỏ đi ràng buộc. Tiến cảnh nhanh đến mức kinh người, bây giờ đã là tầng 5, chỉ luận cảnh giới, nó hoàn toàn không kém thiên sinh. Đây là cấp độ của viêm xương vị diện càng cao hơn, tính dung nạp rất lớn, để tốc độ tiến cảnh của tiểu khủng lập tức thả ra. Phải biết, chiến thú nguyên bản chính là vì chiến đấu mà sinh, tu vi nhanh lại có gì kỳ quái. Lăng Hàn cũng nói trải nghiệm của mình, để nữ hoàng không khỏi đau lòng, thề phải giết thiên sinh, băm từng khối cho chó ăn. Mối thù này nhất định phải do ta đến báo. Lăng Hàn nghiêm nghị nói, hắn nhất định phải đánh bại thiên sinh, đây là mục tiêu giai đoạn kế tiếp của hắn, lại như lúc trước có Kỷ Vô Danh. Cạnh tranh, lần này đổi thành thiên sinh, đối thủ mạnh mẽ có thể để cho hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hai người nói một hồi lâu, nhưng đột nhiên phát hiện không khí của hiện trường lạnh xuống. Bọn họ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tất cả mọi người tập trung vị trí cửa. Bọn họ cũng nhìn sang,
ngoài cửa có một nam tử toàn thân hắc y, trên người quấn quanh lục đạo màu sắc đặc biệt, khí thế hóa thành thực chất như hắc vân di động, làm cho tâm thần người rung động. Tiêu anh hùng, nữ hoàng nói nhỏ, người này rất mạnh, có người nói là tồn tại vượt qua đế tinh, tiến hóa lũy thừa cao tới 11. Hóa ra hắn chính là Tiêu anh hùng. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, siêu cấp đế tinh tầng 6, sức chiến đấu tuyệt đối bão tố lên tầng 7, vô cùng có khả năng tiếp cận tầng 8. Vì lẽ đó, cường giả như vậy ngay cả thiên sinh cũng không địch lại, tuy hắn sẽ không thua. Hắn cũng biết vì sao lại đột nhiên tẻ ngắt, bởi vì Tiêu anh hùng đang theo đuổi nữ hoàng, đây là sự tình ai cũng biết, nhưng hắn lại ở đây cùng nữ hoàng lời chàng ý thiếp, ha ha. Ánh mắt của Tiêu anh hùng quét qua, lập tức phát hiện nữ hoàng, nguyên bản trên mặt lạnh lùng lại hiện lên vẻ tươi cười, nhưng khi hắn nhìn thấy Lăng Hàn, nụ cười này lập tức đọng lại. Hắn hừ một tiếng, nhanh chân đi về phía Lăng Hàn cùng nữ hoàng. Đến rồi, có trò hay nhìn. Tiêu anh hùng ra tay, tên kia nhất định xong. Ai, không có đủ thực lực lại còn dám mơ ước nữ thần, cái này không phải tự tìm đường chết sao? Không ít người châu đầu ghé tai, Lăng Hàn ôm nữ hoàng, để hắn lập tức thành công địch. Tiêu anh hùng đứng lại, đứng ở trước Lăng Hàn đại khái một trượng. Hắn phủi một ngón tay, nhìn Lăng Hàn nói, cút. Một chữ, đơn giản, trực tiếp mà lại bá đạo. Lăng Hàn vẫn không nói gì, chỉ thấy nữ hoàng đứng thẳng người lên, trên mặt tràn đầy xương lạnh, nên cút chính là ngươi. Luận ngang ngược, nữ hoàng không kém ai. Tiêu anh hùng nhìn về phía nữ hoàng, lập tức lộ ra một nụ cười thân thiết, đừng hồ đồ. Nữ hoàng đang muốn tức giận, nhưng Lăng Hàn đứng lên, cản lại, bảo vệ nữ hoàng ở phía sau. Hắn cười ha ha, không có gì để nói nhiều, trong cửu tuyệt trận chiến một trận, có dám không? Trong cửu tuyệt trận đánh một trận. Tất cả mọi người kinh ngạc, Lăng Hàn cũng thật là dám nói a, ngay cả Tiêu anh hùng cũng dám khiêu chiến. Có điều là, tiểu tử này ngược lại cũng không ngu ngốc. Cửu tuyệt trận có một đặc điểm, chính là tiên vương cấp cao tiến vào trong trận cấp thấp, tu vi sẽ bị cắt đến cấp độ đối ứng. Tỷ như mọi người tiến vào cửu tuyệt trận tầng thứ 3, như vậy tu vi của mọi người sẽ bị cắt đến tầng 3. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 2823, trong cửu tuyệt trận chiến. Hừ, tại sao ta phải đáp ứng? Tiêu anh hùng lạnh lùng nói. Không có đủ thực lực thì không nên làm chuyện khiêu khích ta. Lăng Hàn cười nhạt, đánh nhau cùng cấp, ta còn chưa bao giờ gặp đối thủ, không dám chiến thì cứ nói thẳng đi. Cái này chính là khiêu khích. Tất cả mọi người hít khí lạnh, Lăng Hàn lại dám kiêu ngạo như thế. Có điều, tuy trong vũ viện không cấm chiến đấu, nhưng đối với tu vi là có hạn chế, song phương đối chiến không thể vượt qua hai cảnh giới nhỏ, nếu không sẽ có cường giả xuất hiện lập tức ngưng hẳn chiến đấu. Vì lẽ đó, trừ khi Lăng Hàn đần độn đáp ứng cùng Tiêu anh hùng chiến đấu, nếu không thì Tiêu anh hùng là tuyệt đối không thể ra tay với hắn. Chẳng trách thứ này tự tin như vậy, hóa ra đã sớm chuẩn bị. Tiêu anh hùng liếc nhìn nữ hoàng, sắc mặt trở nên càng âm trầm nói, được, trong cửu tuyệt trận chiến một trận. Hắn trước tiên mà đi, ra động phủ. Lăng Hàn nở nụ cười, cũng cất bước đi theo, mà nữ hoàng khẳng định cũng theo sát phía sau. Ba người này vừa đi, toàn trường nhất thời náo động, như ong vỡ tổ rời đi. Khi người đi gần hết, Tuyên Anh khoan thai đến muộn, hắn nhìn thấy quảng trường lẻ tẻ mấy người, không khỏi kinh ngạc, bởi vì hắn là tính toán thời gian đến, cảm thấy lúc này hẳn gần đủ rồi, làm sao vẫn chỉ có mấy người như vậy. Đám người Lăng Hàn, Tiêu Anh Hùng rất nhanh đi tới trước cổng của vũ viện. Tuyển tòa nào? Tiêu Anh Hùng trầm giọng hỏi. Thứ hai đi, Lăng Hàn nói. Thể thuật của hắn không bị trận pháp áp chế, cho nên cảnh giới áp chế càng lớn càng tốt, tỉ như tầng 1, vậy hắn một ngón tay liền có thể chấn Tiêu anh hùng thành con dế. Đương nhiên, kỳ thực tiến vào tầng cửu tuyệt trận thứ 3 cũng không có quan hệ, thể thuật của hắn quá mạnh mẽ. Đối đầu siêu cấp đế tinh tầng 3 cũng có phần thắng rất lớn, chỉ là không cách nào dễ dàng nghiền ép. Tiêu anh hùng căn bản lười nói chuyện, trực tiếp vào trận. Lăng Hàn cười cợt, cũng đi vào trong cửu tuyệt trận. Hiện tại tu vi của mọi người đều là tầng 2, vậy nhìn chính là thực lực đánh nhau cùng cấp. Hừm, tiến hóa lũy thừa của ai càng cao hơn, người đó càng chiếm ưu thế. Vậy không cần phải nói, khẳng định là Tiêu anh hùng,
tiến hóa lũy thừa của hắn cao tới 11 trong học viên khóa này, có thể áp chế hắn chỉ có hỏa phù dung. Còn có thiên sinh, đây là một quái vật. Mọi người dồn dập nói, vẫn càng thêm xem trọng Tiêu anh hùng, cho dù áp chế tu vi, người cảnh giới cao khẳng định còn có thể hơi có chút ưu thế, đây là làm sao cũng không thay đổi được. Đúng lúc này, chỉ thấy hai nam tử khí vũ hiên ngang gần như cùng lúc đó xuất hiện, rơi vào bên người nữ hoàng. Cốc Hợp Nghĩa, Miêu Hóa. Đây là hai siêu cấp yêu nghiệt khác, tiến hóa lũy thừa có người nói đều đạt đến 11, hơn nữa ở trên tu vi cũng đạt đến tầng 6, sức chiến đấu vô cùng. Tình huống thế nào? Cốc Hợp Nghĩa hỏi, hắn cùng Tiêu anh hùng là loại hình hoàn toàn khác nhau, đầy mặt đều là nụ cười ôn hòa, có vẻ bình dị gần gũi. Cốc đại nhân, Tiêu anh hùng đang cùng người quyết chiến ở trong cửu tuyệt trận. Có người hồi đáp, há, là ai nhỉ? Cốc Hợp Nghĩa có chút kinh ngạc, Miêu Hóa cùng hắn đều ở nơi này, là ai đủ tư cách để Tiêu anh hùng chịu ra tay? Lý Tứ, phốc, sắc mặt của Cốc Hợp Nghĩa cùng Miêu Hóa đồng thời quái lạ, ngươi là đang đùa chúng ta sao? Xác thực gọi Lý Tứ, càng nhiều người gật đầu, chí ít đây là Lăng Hàn chính mồm nói. Nơi này, còn có một Trương Tam. Có người đột nhiên chỉ vào khối bia đá thứ nhất nói, trên vị trí thứ 8 rõ ràng viết hai chữ Trương Tam. Trương Tam, Lý Tứ, hẳn cùng một người A, T. Tuy người kia ghi tên Vạn Cổ Thạch, nhưng đã có 7.000 năm chưa từng xuất hiện. Đều hoài nghi hắn có khả năng là dùng phương pháp cấm kỵ xông qua, lưu lại tổn thương rất nặng thế, mới sẽ liên tục không có hiện thân. Lẽ nào hắn khôi phục? Nếu như hắn lại dùng phương pháp cấm kỵ, khả năng Tiêu anh hùng thật không thể ngang hàng. Ngươi xem, người ta dùng phương pháp cấm kỵ liền xông lên Vạn Cổ thứ 8, đây là Tiêu anh hùng làm sao cũng không cách nào so sánh. Hiện tại nếu như Lăng Hàn còn có thể dở lại trò cũ, đánh nhau cùng cấp Tiêu anh hùng có thể thắng sao? Không thể nào. Cốc Hợp Nghĩa, Miêu Hóa còn có chút kỳ quái, tại sao Tiêu anh hùng lại đột nhiên cùng người này quyết chiến? Bọn họ hỏi tình huống một hồi, không khỏi đồng thời đen mặt. Nên đánh. Nếu như trao đổi bọn họ, cũng sẽ không chút do dự mà ra tay, áo, lại dám ra tay với nữ thần của bọn họ. Hy vọng Tiêu anh hùng cho tiểu tử này một giáo huấn mạnh mẽ. Cốc Hợp Nghĩa nói, thật là một tên ngu xuẩn. Miêu Hóa cũng lạnh lùng nói, ồ, có người đi ra. Sau tấm bia đá, có bóng người lấp lóe. Nhanh như vậy chắc chắn sẽ không phải xông qua cửu tuyệt trận, mà là người từ đường cũ trở về. Là ai? Tất cả mọi người kiễng mũi chân xem, mỗi một người đều lập tức lộ ra kinh sợ. Lăng Hàn, là Lăng Hàn. T, vừa mới qua bao lâu, hắn liền làm cho Tiêu anh hùng nằm bò. Ngay cả Cốc Hợp Nghĩa cùng Miêu Hóa cũng chấn động, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, tuy bọn họ đều tự phụ. Cho rằng đánh nhau cùng cấp mạnh hơn Tiêu anh hùng, nhưng mạnh cũng mạnh có hạn, làm sao cũng phải đánh mấy ngày mấy đêm mới có thể phân ra thắng bại. Hơn nữa, thắng bại như vậy khác biệt chỉ rất nhỏ rất nhỏ. Nhưng hiện tại mới qua bao lâu, Lăng Hàn đã đi ra, đây là ưu thế nghiền ép cỡ nào? Lẽ nào tiến hóa lũy thừa của thứ này đạt đến 12? Ngươi đứng lại. Tiêu anh hùng cũng xuất hiện, chỉ là lúc hắn chạy ra, tất cả mọi người không nhịn được bật cười, bởi vì hắn quá thảm, mặt bị đánh thành đầu heo, đâu còn có một chút xíu dáng dấp lãnh ngạo. Nguyên bản mọi người còn có chờ đợi, chính là Lăng Hàn căn bản không đánh lại Tiêu anh hùng, mà là hắn đi vào xoay chuyển một hồi liền chạy ra. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ ấy của Tiêu anh hùng, ai còn hoài nghi. T, Lăng Hàn cũng quá mạnh mẽ đi, đánh nhau cùng cấp lại có thể mạnh mẽ như vậy. Đây là nghiền ép tuyệt đối. Lăng Hàn quay đầu lại, cười nói, làm sao, vẫn không có bị đánh đủ sao. Cả người Tiêu anh hùng run rẩy, đây là tức ra, ngươi làm càn, tu vi của ngươi tuyệt đối không chỉ tầng 2. Lăng Hàn cười ha ha, ngươi thần kinh sao, coi như tu vi của ta vượt qua tầng 2, cũng sẽ bị áp chế đến tầng 2, trong cửu tuyệt trận, tu vi của mọi người là giống nhau. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 2824, bước lui. Tiêu anh hùng nhất thời nói không ra lời, nhưng hắn luôn cảm thấy không đúng, thực lực của Lăng Hàn quá mạnh mẽ, mạnh đến hoàn toàn không hợp lý. Nếu không, lại đi vào đánh một lần. Lăng Hàn đề nghị, đánh muội muội ngươi à. Tiêu anh hùng suýt chút nữa chửi ầm lên, vừa nãy tuy hắn ra sức chống lại,
nhưng căn bản không ra được chút xíu bọt nước, bị ngược rất thảm. Còn đánh, chúng ta tiến vào tầng thứ 3 tái chiến. Tiêu Anh Hùng trầm giọng nói, hắn cũng không chiếm tiện nghi của Lăng Hàn, bởi vì Lăng Hàn chính là tầng 3. Được, Lăng Hàn đáp ứng thẳng thắn. Bọn họ lần thứ 2 tiến vào trong trận, sau đó lập tức đại chiến. Lần này, Tiêu Anh Hùng rõ ràng mạnh hơn, bởi vì tầng 3 đúng là tu vi thật sự của Lăng Hàn, đã không còn ưu thế không bị áp chế tu vi. Thế nhưng, Lăng Hàn chỉ là ở mức độ quy tắc liền có thể đối kháng Tiêu Anh Hùng, ở phương diện thể thuật càng cao hơn một bậc, tương đương với hai Lăng Hàn liên thủ chiến Tiêu Anh Hùng. Đây là Tiêu Anh Hùng có thể chống lại sao? Chỉ mấy trăm chiêu mà thôi, hắn liền bị oanh bại, đầu heo càng thêm thê thảm. Có người đi ra, vẫn là Lý Tứ sao? Bên ngoài, mọi người thấy bóng người lấp lóe, đều dồn dập kêu lên. Phải, Lăng Hàn. Tất cả mọi người bay lên một luồng cảm khái, quả nhiên như thế, con hàng này lại thắng. Tiêu Anh Hùng cũng theo đi ra, dáng dấp chật vật khiến người ta bật cười. Hắn dung sắc âm trầm, trong ánh mắt chiến ý hừng hực. Sau hai lần chiến đấu, hắn tự nhiên phát hiện Lăng Hàn ngoại trừ lực lượng quy tắc ra, còn có thể thuật, hơn nữa không bị cửu tuyệt trận áp chế. Thế nhưng, bởi vì bản thân Lăng Hàn là tiên vương tầng 3, bởi vậy thể thuật cũng có hạn mức tối đa. Nếu như hiện tại hắn ra tay, có thể dễ dàng trấn áp Lăng Hàn, nhưng thứ nhất vũ viện có quy tắc. Thứ hai, nếu hắn dựa vào cảnh giới áp chế oanh bại Lăng Hàn, vậy thắng cũng không vẻ vang, lại có ý gì? Tiến vào tầng thứ tư tái chiến, Tiêu Anh Hùng mở miệng không được, tương đương với thừa nhận đánh nhau cùng cấp không phải đối thủ của Lăng Hàn. Hắn nhìn Lăng Hàn thật sâu, nếu như thể thuật của Lăng Hàn còn có thể theo cảnh giới cùng một chỗ tăng lên. Như vậy đánh nhau cùng cấp hắn vĩnh viễn sẽ không thể là đối thủ của Lăng Hàn, nhưng nếu như không phải, như vậy dĩ nhiên là khác rồi. Hừ, hắn phất tay áo rời. Đi, trong lòng kiêu ngạo để hắn lựa chọn chờ Lăng Hàn tiến thêm một bước nữa sau đó tái chiến. Vị sư đệ này, hà tất cố làm ra vẻ bí ẩn, báo lên tên thật đi. Cốc Hợp Nghĩa nhìn Lăng Hàn nói, hắn cười ôn hòa, phảng phất như vĩnh viễn sẽ không tức giận. Đại trưởng phu đi không thay tên, ngồi không đổi họ, Lý Tứ là ta. Lăng Hàn cười nói. Cốc Hợp Nghĩa cuối cùng toát ra vẻ không vui, tuy hắn từ trước đến giờ hòa hòa khí khí, nhưng cũng không có nghĩa là ngạo khí của hắn ít hơn người khác. Ngược lại, loại thái độ khiêm tốn này chỉ là một loại biểu hiện ngạo mạn của hắn mà thôi. Miêu Hóa cũng lộ ra vẻ giận dữ, cho rằng chúng ta cao hơn ngươi ba cảnh giới liền không cách nào trừng trị ngươi sao. Không phục, vào tầng thứ ba gặp, công bằng chiến một trận, tới một cái ta trấn áp một cái, không dám, út. Lăng Hàn khiêu chiến, đối chọi gay gắt, các ngươi dám sao? Cốc Hợp Nghĩa cùng Miêu Hóa đều khẽ nhíu mày, sức chiến đấu của bọn họ tương đương Tiêu Anh Hùng, coi như bọn họ tự tin càng mạnh hơn cũng sẽ không vượt qua bao nhiêu. Nhưng Lăng Hàn đánh bại Tiêu Anh Hùng cũng không có tiêu tốn thời gian bao lâu, hiển nhiên ở mặt thực lực có ưu thế nghiền ép. Tùy tiện mà chiến, thực là không khôn ngoan. Bọn họ quyết định trước tiên đi hỏi Tiêu Anh Hùng, đối phương cùng Lăng Hàn chiến qua hai lần, phải có chút hiểu rõ với Lăng Hàn A. Hai người không nói gì, đồng thời xoay người rời đi. Châu A, tiên vương tầng 3 lại bức tiên vương tầng 6 đi, hơn nữa hai vị này vẫn là tồn tại sức chiến đấu trước 3 trên bảng xếp hạng. Tất cả mọi người phấn chấn không ngớt, ngày hôm nay qua đi, trong vũ viện lại xuất hiện một vị thiên kiêu mới, yêu nghiệt đến trình độ vượt qua Cốc Hợp Nghĩa, Miêu Hóa, hẳn có thể sánh vai thiên sinh chứ. Bọn họ dồn dập quay lại động phủ của Tuyên Anh, tiếp tục ra mắt đại hội. Có điều, trải qua mấy sự kiện trước, tất cả mọi người đều hứng thú giảm nhiều. Khốn kiếp, chỉ nghe tiếng giống giận, giữ truyền đến, Trác Khải một bước dài chạy vào, hắn nhìn xung quanh, trong ánh mắt sắp muốn phun ra lửa. Vô cùng nhục nhã a, hắn lại bị lột sạch cùng một nam nhân trần truồng khác chồng lên nhau, hơn nữa còn nhún a, ma sát a, ngẫm lại liền để hắn buồn nôn. Then chốt là, tình cảnh này còn bị bạn xấu của hắn nhìn thấy, hắn biết hai người này là cái phẩm tính gì, nhất định sẽ tuyên dương khắp nơi, vì lẽ đó, hiện tại tất nhiên là mọi người đều biết. Hắn hận chết Lăng Hàn, cái kẻ cầm đầu này. Ngươi! Hắn rất nhanh phát hiện Lăng Hàn, nhất thời giống lớn lên. Ta muốn ngươi chết. Nữ hoàng giận tím mặt, uy nghiêm đáng sợ chỉ vào Trác Khải, con chó hoang đê tiện, đáng chết một vạn lần. Lúc này Trác Khải mới nhìn thấy nữ hoàng, khí thế không khỏi cứng lại, khí chàng của nữ hoàng quá mạnh mẽ, để hắn căn bản không nhấc đầu lên nổi. Thế nhưng, sự phẫn nộ của hắn quá mãnh liệt,
rất nhanh lại nổi giận nói, ai thay ta giết hắn, ta cho hắn 100 triệu tinh thạch. Tất cả mọi người chỉ làm như không nghe thấy, thân là học viên của Vũ Viện, càng là đế giả, đế tinh cấp bậc tiên vương, ai sẽ quan tâm 100 triệu tinh thạch. Chắc Khải cũng biết khoe phú khoe sai địa phương rồi, cái này không phải là những tiểu đệ kia của hắn, chỉ cần hắn lấy ra chút tinh thạch sẽ hùng hục. Hắn suy nghĩ một chút, móc ra một hộp ngọc nói, đây là xích hồng minh hỏa đan, có thể tăng lên tu vi của tiên vương tầng 5 trở xuống trên diện rộng, chí ít tiết kiệm 1 tỷ năm khổ tu. Ai giết người kia, viên xích hồng minh hỏa đan này liền quy về hắn. Nhất thời, rất nhiều người đều lộ ra vẻ ý động. Tiết kiệm 1 tỷ năm khổ tu, cái này cực kỳ kinh người, ai có thể không động lòng. Nhưng vấn đề là, thứ nhất không người nào dám ở trong Vũ Viện giết người, thứ hai lại có mấy người có thể là đối thủ của Lăng Hàn. Bởi vậy, mặc dù mọi người đều rất ý động, nhưng vẫn không có ai đứng ra. Chắc Khải sững sờ, hắn, dù sao cũng không phải ngu ngốc, hơi ngẫm nghĩ liền biết mình sai ở nơi nào. Hắn nói, ai đánh hắn thành chó chết, viên xích hồng minh hỏa đan này đồng dạng có thể đưa cho hắn. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 2825, lại chỉnh một lần. Không được ồn ào. Trong một tiếng hừ lạnh, chỉ thấy Tuyên Anh lên tiếng, hắn là tiên vương tầng 9, sao có thể cho người ở trong động phủ của hắn hô đánh gọi giết, đặt hắn ở nơi nào? Chắc Khải ngẩng đầu liếc mắt nhìn, chắp tay nói, bái kiến Tuyên đại nhân. Hắn cũng không có quá nhiều kính nể, bởi vì lão tổ của hắn chính là Chuẩn Thiên Tôn. Đừng xem so với tiên vương tầng 9 chỉ đi nhiều ra một bước, nhưng vượt qua một bước này là lớn kinh người. Tuyên đại nhân, cho ta chút thể diện được không? Hắn nói. Những người khác đều suýt chút nữa bật cười, một tiên vương tầng 3 nho nhỏ lại dám đòi tiên vương tầng 9 cho thể diện. Thật là không có tự mình biết mình, cũng chỉ có thứ nhị thế tổ như Trác Khải mới có thể làm được ra chuyện như vậy. Tuyên Anh cũng bật cười, lắc đầu nói, Trác tiền bối lại có một hậu nhân như người, không biết có thể tức chết hay không. Hắn phất phất tay, đi đi. Oanh, một nguồn lực lượng dâng lên, Trác Khải không tự chủ được mà liên tiếp lui về phía sau, một đường lui ra động phủ, lúc này mới ngừng lại. Hắn oán hận nhìn cửa lớn, cũng không có lại đi vào. Nếu một vị tiên vương tầng 9 lên tiếng, nếu hắn còn không thức thời, vậy chỉ có phần tự mình chuốc lấy cực khổ. Có điều, hắn nhất định sẽ không bỏ qua như vậy. Hắn giận dữ xoay người, nhanh chân rời đi. Lăng Hàn lập tức thì thầm với nữ hoàng, ta đi một chút sẽ trở lại. Trên người Trác Khải lại có thứ tốt như xích hồng minh hỏa đan, vậy tuyệt đối không thể để cho hắn chạy như thế. Lăng Hàn chạy ra ngoài, cảm ứng khí tức Trác Khải lưu lại một hồi, lập tức bay vọt mà đi. Mặc dù nơi này là Vũ Viện, nhưng quá to lớn, không phải 2-3 bước liền có thể nhìn thấy một kiến trúc, nhìn thấy mấy người đi đường. Không không không, nơi này một đỉnh núi nhiều lắm chỉ xây dựng 2-3 động phủ, người qua đường càng cực kỳ ít ỏi. Long Sa tự nhiên là bị Trác Khải lấy đi, bởi vậy hắn đi rất nhanh, nhưng tốc độ của Lăng Hàn càng nhanh hơn, không lâu lắm liền nhìn thấy đại long kia. Lăng Hàn vận chuyển quy tắc không gian, sau mấy cái thuấn di, cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Đại long tốt xấu gì cũng là tiên vương, lập tức cảm ứng được không đúng, nó quay đầu lại nhìn. Phát hiện lại là Lăng Hàn khí thế hùng hổ mà đến, toàn thân không khỏi run run một cái, bốn chân như nhũn ra, vội vã ngừng lại. Nó bị Lăng Hàn đánh sợ, hơn nữa còn nhìn thấy khẩu vị của Lăng Hàn cực kỳ nặng, vạn nhất bắt nó cùng một con hổ đực, hùng đực nào đó sau này nó còn mặt mũi sống tiếp sao? Ra, con long này phát ra thần niệm, cực kỳ lấy lòng. Lăng Hàn xem thường, ở trong ấn tượng của hắn, long hẳn là cao cao tại thượng, nhảy lên cửu thiên, đâu thể nào nhu nhược như thế, làm sao dừng lại. Trác Khải mở cửa xe đi ra, phát hiện đại long lại giả chết bất động, nhất thời tức giận, mà khi khóe mắt của hắn quét đến Lăng Hàn, toàn thân không khỏi run lên, lộ ra vẻ mặt vừa giận vừa sợ. Hắn tự nhiên hận chết Lăng Hàn, để hắn trở thành trò cười của tất cả mọi người, nhưng hắn cũng đồng dạng sợ Lăng Hàn, dưới thực lực tuyệt đối nghiền ép, hắn chỉ lo mình lại bị chỉnh nữa. Trác thiếu, làm sao? Lại có một người đi ra, không phải Vũ Thi thì là ai? Hắn cũng nhìn thấy Lăng Hàn, không khỏi mặt đều tái rồi, nhớ tới những chuyện cũ nghĩ lại mà kinh kia, hắn hận không thể đào cái động chôn mình,
vừa hận không thể xông tới giết chết Lăng Hàn. Nhưng cuối cùng, hắn ngậm miệng lại, dám cũng không dám thả. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, ta cảm thấy xích hồng minh hỏa đan kia không tệ, không biết có thể bỏ đi yêu thích đưa cho ta hay không. Trác Khải suýt chút nữa chửi ầm lên, hắn lấy ra viên đan dược kia là vì trừng trị Lăng Hàn, nếu như bị Lăng Hàn cướp, vậy hắn lại tính là gì, cho kẻ thù thêm lực lượng. Oan đại đầu không phải làm như thế à, ta không cho. Lẽ nào ngươi còn dám cướp sao? Trác Khải lớn tiếng nói, nhưng rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu. Lăng Hàn lắc đầu, sai, ta chỉ là nhặt được một bình đan dược trên đất mà thôi, tuyệt không ăn cướp, ngươi không nên vu tội ta, bằng không ta thấy ngươi một lần đánh một lần. Trác Khải không hiểu, trên đất có thể nhặt được xích hồng minh hỏa đan sao? Một ý nghĩ chưa xong, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, oành, hắn đã trúng một quyền, sau đó oành, trọng quyền liên kích. Quần áo trên người hắn lần thứ hai nổ tung, không gian thần khí cũng bị đánh nổ, bình xích hồng minh hỏa đan kia tự nhiên cũng rơi xuống đến trên đất. Trác Khải thế mới biết Lăng Hàn nói là có ý gì, hắn không khỏi tức điên, Lăng Hàn cũng khinh người quá đáng, hắn nhất định sẽ cáo trạng lão tổ, xin mời lão tổ tông ra tay trấn áp người xấu này. Sau đó, hắn mới biết đưa tay che mình, ngăn trở hạ thể. Lăng Hàn lắc đầu, xem ngươi không hết lòng gian, còn phải lại trừng trị một lần. Cái kia, hắn nhìn về phía Vũ Thi, ngươi tên gì? Vũ Thi không đáp, chỉ làm ra thái độ đề phòng. Ha ha, chớ sốt sắng, lần này để ngươi làm công. Lăng Hàn ra tay, tóm tới Vũ Thi. Tuy Vũ Thi cực lực chống lại, nhưng nơi nào chống được, bị Lăng Hàn dễ dàng bắt, dưới lực lượng rung động, hắn cũng lần thứ hai trở nên trần truồng. Không, hai đại nam nhân đều vặn vẹo cái mông, phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Lăng Hàn cười ha ha, trước tiên ném Trác Khải lên xe ngựa, sau đó cho Vũ Thi đi vào, để cho hai người gấp thành một đoàn. Hắn giở lại trò cũ, điểm một chỉ, để bọn họ đau đến gầm rú, có quy luật vặn vẹo thân thể. Nhất thời, xe ngựa bắt đầu lắc lư. Lăng Hàn còn rất săn sóc mà đóng cửa xe lại. Đại Long chỉ lặng lẽ nhìn Lăng Hàn, thấy ánh mắt của Lăng Hàn quét tới, sợ đến nó vội vã xoay chuyển trở lại. Ngoan ngoãn chờ ở đây, bằng không lần sau ta liền hầm ngươi, Lăng Hàn cảnh cáo nói. Đại Long vội vàng gật đầu, nó có thể thấy hai mắt Lăng Hàn phát sáng, khóe miệng có nước miếng chảy ra, đây là một kẻ tham ăn hết sức nổi bật, tuyệt không phải đang dọa nó mà thôi. Lăng Hàn nhặt xích hồng minh hỏa đan lên, sau đó xoay người rời đi, chờ sau đó tiệc rượu tản, mọi người lại sẽ thấy xe trấn A. Hắn trở lại động phủ của Tuyên Anh, cùng nữ hoàng ngồi chung một chỗ. Lúc này Tuyên Anh đang nói đến sự tình vực ngoại đại chiến, để Lăng Hàn rất nhanh nghe đến mê mẩn. Cái này cùng hắn tưởng tượng có chút không giống. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 2826, Thương Lượng 1. Cuồng loạn hóa thành một vị diện, bởi vậy nó phát động chính là chiến tranh vị diện. Lực lượng của bản thân chủ yếu ở trấn áp viêm xương vị diện, nhưng nó quá mạnh mẽ, một ý nghĩ liền có thể sinh ra vô số cường giả. Bởi vậy, kỳ thực các cường giả là đang chống lại thần niệm của cuồng loạn. Cuồng loạn mạnh mẽ đã vượt qua phạm trù của thất bộ thiên tôn, nó là chúa tể của thiên địa chân chính, hơn nữa còn thôn phệ nhiều vị diện, chỉ là siêu vị diện cao đẳng thì có 3 cái, quá mạnh mẽ. Lăng Hàn từng làm chúa tể thiên địa, rõ ràng nhớ tới lúc đó hắn chỉ cần một ý nghĩ động, có thể diễn hóa ra bất kỳ sinh linh gì, chỉ cần cấp độ lực lượng không vượt qua giới hạn thiên địa. Cuồng loạn đương nhiên cũng có thể như vậy, hơn nữa càng mạnh mẽ hơn, nó điều động cường giả có thật nhiều đạt đến lục bộ thiên tôn. Then chốt là, nó là một vị diện, lực lượng không hết, lục bộ thiên tôn chết nhiều hơn nữa cũng không có chuyện gì, có thể điều động, vô tận. Đương nhiên, ngoại trừ lục bộ thiên tôn ra, còn có ngũ bộ, tứ bộ thiên tôn, thậm chí còn có tiên vương tầng 9. Hình thành một chi đại quân, chủ yếu là công phá phòng ngự, tiến vào viêm xương vị diện đại sát một mạch. Một vị diện mạnh mẽ, ở mức độ rất lớn do sinh linh trên vị diện này đến quyết định, nếu như giết sạch viêm xương vị diện, như vậy cuồng loạn liền có thể dễ dàng cắn nuốt vị diện này. Vực ngoại chiến trường cực kỳ nguy hiểm, hơi một tí sẽ ngã xuống, nhưng cùng lúc cũng tràn ngập cơ duyên. Bởi vì chỉ cần đánh giết cuồng loạn tạo vật, có khả năng từ trong di hài đạt được chỗ tốt, thúc đẩy tu vi tăng lên, thậm chí đột phá thiên tôn.
Cái này cũng là nguyên nhân tại sao rất nhiều tiên vương tầng 9 sẽ đi vực ngoại chiến trường. Đương nhiên, số lượng tiên vương chết trận cũng nhiều đến kinh người, nhưng vì một tia hy vọng, lại để càng nhiều tiên vương tầng 9 nhào tới nối nghiệp. Lăng Hàn say mê trông ngóng, nhưng nơi kia chỉ có tiên vương tầng 9 mới có tư cách đặt chân, hiện tại hắn đi, hoàn toàn chính là chịu chết. Vẫn là chờ một thời gian đi, Lăng Hàn đè xuống xung động trong lòng, kế tiếp Tuyên Anh liền chủ đạo tiệc rượu, cổ vũ mọi người đi lại lẫn nhau, tiến tới hôn nhân. Đi thôi, nữ hoàng lôi kéo tay của Lăng Hàn, hai người ra động phủ, đi tới nơi ở của nữ hoàng. Nhu yêu nữ cũng không ở nơi này, nàng có động phủ của mình, hơn nữa trạng thái còn đang bế quan, xung kích tầng 3. Bởi vậy Lăng Hàn không có đi quấy rầy, mà hổ nữ thì đã rời vũ viện, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về. Đó là một vị tứ bộ thiên tôn, phong hào khổ thiện, nữ hoàng nói. Lăng Hàn gật gù, hắn lấy ra xích hồng minh hỏa đan, ta muốn nghiên cứu loại đan dược này, nếu có thể nghịch hướng phân tích ra thành phần. Đúng rồi, Ngoã Lý đâu? Ngoã Lý cũng theo Chu Hằng đi tới Viêm Xương vị diện, điểm ấy Lăng Hàn từ trong tin tức đám người hồ nữ, Vũ Hoàng lưu lại biết được. Nữ hoàng buông tay, biểu thị không biết, người ngạo kiều như nàng sẽ để ý ai 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 ở nơi nào sao? Lăng Hàn chỉ có phần không nói gì, đây tuyệt đối là thê tử của hắn, thật 100%. Chính hắn nghiên cứu xích hồng minh hỏa đan, hẳn có thể luyện chế, đối với đám người bọn họ có trợ giúp rất lớn. Một ngày đi qua, trong vũ viện lập tức nhiều hơn rất nhiều tin đồn thú vị. Tỷ như, một mãnh nhân gọi Lý Tứ, ở trong cửu tuyệt trận bạo đánh Tiêu Anh Hùng, hơn nữa còn là 2 lần. Lại tỷ như, Loạn Tinh nữ thần đột nhiên danh hoa có chủ, mà gia hỏa may mắn lại bị vô số người đố kỵ, nguyên rủa kia. Lại chính là Lý Tứ. Lại tỷ như, trong vũ viện không biết lúc nào đột nhiên phát lên Nam Nam Chi Phong. Mà người thứ nhất bị lộ ra ánh sáng chính là kẻ ngốc Trác Gia cùng Vũ Thi. Càng hoang đường chính là, hai người này lại còn đánh giã chiến. Lại càng hoang đường chính là, hai người này không chỉ làm một lần, mới vừa bị người vạch trần lộ ra ánh sáng, trong nháy mắt lại chơi xe chấn. Ngươi ở động phủ của mình chơi cũng coi như thôi, nhưng bây giờ đứng ở ven đường, ai trải qua không nhìn thấy chấn động có quy luật kia, còn có từng trận âm thanh hổ gầm. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Đương nhiên, sự tình Trác Khải chính là trò cười, nhưng loại chuyện này lại có tiềm lực truyền bá nhất. Chỉ một ngày liền truyền khắp toàn bộ vũ viện, không biết sau này truyền tới chỗ Trác Binh Trác lão gia tử, có thể làm hắn tức chết hay không. Lăng Hàn đang chuyên tâm nghiên cứu xích hồng minh hỏa đan, nhưng chỉ sau một ngày, hắn liền bị nữ hoàng kêu lên. Có người, không, có chó đến bái phỏng hắn. Đại Hắc Cẩu ra dáng ngồi ở trong đại sảnh, trong tay bưng chén trà, dáng dấp cao thâm khó dò, rất có phong thái thần côn. Tiểu Hàn tử, mau tới bóp chân cho ra ra. Đại Hắc Cẩu căn bản không cần quay đầu lại, nó là tiên vương tầng 9, thần thức đương nhiên mạnh mẽ. Lăng Hàn kinh ngạc, ngươi là làm sao nhận ra ta? Hắn tu luyện khi thiên, thuật, ngay cả thiên sinh cũng không có phát hiện tình huống khác thường. Diễu cợt, Đại Hắc Cẩu xem thường, bản tọa đối với ngươi còn không biết sao. Ngày hôm qua vừa nghe nói sự tình của Trác Khải, Cẩu gia liền lập tức nghĩ đến, đây là cháu trai xui xẻo bị người chỉnh. Trên đời này có thể nghĩ ra loại phương pháp chỉnh người này, ngoại trừ bản tọa, tin tưởng cũng chỉ có tiểu bại hoại ngươi được bản tọa chân truyền. Lăng Hàn không khỏi bật cười, con Đại Hắc Cẩu này chính là tổ tông chỉnh người, nhận người lại cũng thông qua thủ đoạn chỉnh người. Ngươi ở đây cũng được, sau này ta gặp chuyện, ngươi giúp ta giải quyết. Hắn cười nói, không thành vấn đề. Đại Hắc Cẩu vỗ vỗ ngực, cực kỳ nghĩa khí. Lăng Hàn chậm chậm nói, nghe nói Trác gia lão tổ chính là chuẩn thiên tôn. Hích, bụng của Cẩu gia đột nhiên có chút không thoải mái, ngày hôm qua thật giống như ăn sâu thịt trâu quá thời hạn, Cẩu gia đi tìm tên kia tính sổ, lại dám bán vật như vậy cho Cẩu gia. Đại Hắc Cẩu lập tức trượt tới trên đất, sau đó thuận thế đi ra ngoài. Cái con chó chết này, thực sự là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, không cứu được. Lăng Hàn vội vã ngăn cản nó, ngươi không thể có chút cốt khí sao? Phi, cốt khí là cái gì, có thể ăn sao? Đại Hắc Cẩu chẳng biết xấu hổ, nó chưa từng cần mặt a. Lăng Hàn thở dài, Trác Binh ở vực ngoại chiến trường, trong thời gian ngắn là không thể trở về. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 2827,
thương lượng hai. Ồ, sao cái bụng của Cẩu Gia không đau nữa nhỉ? Đại Hắc Cẩu sờ sờ bụng. Cẩu Gia không hổ là tiên vương tầng 9, tồn tại tương lai nhất định trở thành thiên tôn, tố chất thân thể thực sự là tốt. Lăng Hàn cho nó một ngón giữa, sau đó nghiêm mặt nói, hiện tại tam giới tháp rơi xuống trong tay thiên sinh, nghĩ một biện pháp cầm về đi. Đây là di vật cuối, cùng của duyên sinh thiên tôn, tuyệt đối không thể rơi xuống tay người khác. Đại Hắc Cẩu cũng biến thành chính kinh nói, tuy bản tọa có thể trấn áp tên tiểu tử kia, nhưng thứ nhất vũ viện có quy tắc, bản tọa không thể công nhiên ra tay. Thứ hai, tiểu tử kia là tiên kim hóa thân, ngay cả Cẩu Gia cũng không phá được phòng ngự của hắn, muốn cướp đoạt tam giới tháp về, đó. Lăng Hàn cũng biết điểm ấy, chậm rãi gật đầu nói, có điều, thiên sinh là nhất định phải giải quyết. Hơn nữa, ta ở trên tiên lộ cùng hắn chiến đấu, thời khắc sống còn là tàn niệm của duyên sinh thiên tôn xuất hiện, loạn tâm thần của hắn, đoàn người chúng ta mới có thể chạy trốn. Duyên sinh đại nhân, Đại Hắc Cẩu nhất thời kích động. Đi, Cẩu Gia lập tức đi làm thịt tiểu tử kia, cứu duyên sinh đại nhân ra. Nhìn dáng dấp kích động của nó, Lăng Hàn âm thầm gật đầu, chí ít ở thái độ đối với duyên sinh thiên tôn, Đại Hắc Cẩu vẫn cực kỳ trung thực, không có ô nhục phẩm đức của chó. Gâu, ánh mắt của tiểu tử ngươi là có ý gì, có phải là ở trong lòng mắng Cẩu Gia không? Đại Hắc Cẩu cực kỳ mẫn cảm, Lăng Hàn đàng hoàng trịnh trọng, đang khen ngợi người đấy. Sau đó, hắn hơi trầm tư, thiên sinh này chính là hóa thân của tiên vực vị diện, có thể nói người dưới thiên tôn đều không thể làm gì được hắn. Dưới quy tắc vị diện, tiên vương tầng 9 chính là trình độ cao nhất, tuy thiên sinh là thiên địa mở cửa sau sáng tạo ra. Nhưng nếu thiên địa có thể thật thích làm gì thì làm, vậy còn có thể có thiên tôn sinh ra sao? Lực lượng thiên địa vô tận, nhưng có quy tắc ràng buộc, đây là quy tắc vận chuyển của nguyên thế giới, không thể đảo ngược. Vì lẽ đó thiên sinh là rất yêu nghiệt, nhưng không thể yêu nghiệt đến tình trạng không giới hạn. Chẳng lẽ phải trở thành thiên tôn mới có thể giải quyết hắn? Đại Hắc Cẩu có chút nôn nóng, mặc dù nói nó cùng Lăng Hàn đều có khả năng thành thiên tôn, hơn nữa ở trên viêm xương vị diện, khả năng này còn có thể cao hơn, nhưng kia khẳng định là chuyện vô số năm sau này. Muốn thành tựu thiên tôn, mấy kỷ nguyên lắng đọng là chút lòng thành. Phải đợi lâu như vậy, Đại Hắc Cẩu ngồi không yên. Lăng Hàn cũng trầm tư nói, muốn đối phó thiên sinh, đầu tiên phải phá giải thể phách của hắn, nhưng ngoại trừ thiên tôn, còn có cái gì có thể phá tiên kim? Hắn nhìn về phía Đại Hắc Cẩu, Đại Hắc Cẩu cũng nhìn về phía hắn, một người một chó gần như cùng lúc đó nói, thiên tôn bảo khí. Tiên kim cùng tiên vương cùng cấp, như vậy muốn phá hoại tiên kim cũng chỉ có cấp độ trên tiên vương. Lăng Hàn lấy ra tiên ma kiếm, vậy chuyện thứ nhất chúng ta phải làm chính là để thanh tiên kiếm này tăng lên tới cấp bậc thiên tôn. T, vậy cần số lượng tiên kim kinh người a. Đại Hắc Cẩu nhe răng. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, vậy thì phải xem ngươi. Tại sao là bản tọa, rõ ràng được lợi chính là tiểu tử ngươi, trừ khi ngươi đưa thanh kiếm này cho bản tọa. Đại Hắc Cẩu vô liêm sỉ nói. Lăng Hàn liền nói, thứ nhất ngươi là tiên vương tầng 9, thực lực mạnh mẽ, trên đời này người có thể tranh giành với ngươi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thứ hai, ngươi là chó, mũi chó linh như vậy, tìm kiếm tiên kim đương nhiên. Gâu, bản tọa cắn chết ngươi. Đại Hắc Cẩu giận dữ, lập tức nhào ra. Lăng Hàn đương nhiên không thể là đối thủ của tiên vương tầng 9, vội vã ngừng chiến, sau đó nói, ngoã lý ở chỗ của ngươi đi, ta có việc tìm hắn. Đúng rồi, ngươi hiểu rõ lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới ra sao rồi. Đại Hắc Cẩu đầy mặt phiền muộn, khó, quá khó khăn. Bước thứ nhất của thiên tôn là từ lực lượng độc nhất vô nhị của một vị diện bắt đầu, nhưng mô hình của ngoã lý là nhằm vào 6 đại lực lượng bản nguyên. Trực tiếp từ bước thứ hai bắt đầu, vì lẽ đó tiên vương tầng 9 như Đại Hắc Cẩu liền bối rối. Đại Hắc Cẩu mang theo Lăng Hàn đi tìm ngoã lý. Mặc dù ngoã lý là chiến binh, nhưng bởi vì nắm giữ ý thức của mình, hắn cũng có thể tính là sinh linh tồn tại độc lập, vì lẽ đó được Chu Hằng mang đến nơi này, coi như một thành viên của vũ viện. Lúc trước hắn là làm sao xông qua cửu tuyệt trận? Chính là một đường chạy, chịu đòn đi qua, hết cách rồi, thân thể của hắn là dùng siêu huyền vật liệu làm thành, nắm giữ năng lực tự mình hồi phục kinh người, hầu như là không hư. Nhiều năm như vậy, hắn liên tục hấp thu tri thức của viêm xương vị diện. Lúc trước tuy hắn đi tới vị diện cao đẳng, nhưng hiển nhiên còn chưa có tư cách đi vị diện siêu cao đẳng. Thời điểm Đại Hắc Cẩu cùng Lăng Hàn đến, hai mắt của ngoã lý phát quang,
còn đang hấp thu tri thức, một bên khác thì chiêu đãi hai người, không chút làm lỡ nào. Phân tích cho ta viên đan dược này một chút. Lăng Hàn lấy ra xích hồng minh hỏa đan đưa tới. Ngoã Lý không có từ chối, tiếp nhận đan dược, nhưng nghiêm mặt nói, ngươi nợ ta 3 khối tiên kim, mời thứ này ra tay thực là phá sản. Lăng Hàn ở trong lòng nhổ nước bọt, nhưng ngẫm lại người ta là tập hợp tinh hoa của một vị diện mấy trăm kỷ nguyên, lệ phí di chuyển cao chút cũng có thể lý giải. Ngoã Lý tạm thời dừng lại hấp thu tri thức, bắt đầu phân tích viên đan dược kia. Sau một ngày, hắn mới liệt ra hết thảy vật liệu, cũng đưa ra 3 cái đan phương, hơi có xê dịch, đây là căn cứ thành đan phản đoán ra được. Xích hồng minh hỏa đan đã thất truyền, đây là đan phương ta thông qua tàn phương cùng thành dược bù đắp, tỷ suất chính xác phân biệt là 91%, 87% cùng 83%. Ngoã Lý đầy mặt nghiêm nghị, hắn từ sáng đến tối chính là dáng dấp kia, muốn nhìn hắn cười một cái khó như lên trời. Đại Hắc Cẩu ở một bên trêu ghẹo, ngoã ngoã, cười cho cẩu ra một cái. Ngoã Lý nhếch miệng cười, nhất thời, môi trên lục lọi, môi dưới xuống sụp, lộ ra 2 hàm răng hoàn chỉnh. Người đây là cười sao, dọa quỷ còn được. Đại Hắc Cẩu vội vã đong, đưa móng vuốt. Cẩu gia đã dạy ngươi bao nhiêu lần, muốn cười thì cười, không cười thì đừng cố. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 2828, xét nhà. Ngoã Lý ngơ ngác, nói đến phân tích, hắn cực kỳ thạo nghề, nhưng ở phương diện làm người, hắn chính là ngớ ngẩn. Lăng Hàn cười ha ha, vỗ vỗ vai của Đại Hắc Cẩu, không nên miễn cưỡng hắn. Ta xem cái đan phương này cần dùng rất nhiều đại dược, hiện tại ta trong túi khó xử, căn bản không mua được vật liệu, nếu không, chúng ta đi làm bút buôn bán lớn à. Cắt, Cẩu gia lại không có lợi, không đi. Đại Hắc Cẩu lập tức từ chối. Lăng Hàn chậm chậm nói, đi tịch thu nhà của thiên sinh, có làm hay không? Được. Đại Hắc Cẩu lập tức tinh thần tỉnh táo. Lăng Hàn gật đầu, mang theo Ngoã Lý, phá trận phải nhờ vào hắn. Một người một chó đồng thời nhìn về phía Ngoã Lý, nhưng Ngoã Lý đầy mặt mờ mịt, tuy hắn không thông nhân tình, nhưng vẫn cảm thấy vẻ mặt của một người một chó này có chút khiếp người, tràn đầy không có ý tốt. Thiên sinh là thiên địa xúc tích, thiên phú kinh người, sau khi đi tới vũ viện có người nói có thiên tôn tranh nhau muốn thu hắn làm đồ đệ, phỏng chừng được ban thưởng không ít bảo vật, nếu như có thể càn quét động phủ của hắn, thu hoạch tất nhiên kinh người. Có điều, toàn bộ vũ viện đều ở dưới khống chế của thiên tôn, nếu như công nhiên ăn trộm, vậy nhất định sẽ bị bắt lập tức. Vì lẽ đó điều này cần Ngoã Lý hỗ trợ, có thể để cho bọn họ lừa dối qua ải. 3 người bọn hắn tuyệt đối là đạo tặc trời sinh, do Ngoã Lý phụ trách che giấu dấu vết, phân tích, phá giải cấm chế. Dễ như ăn cháo liền phá vào động phủ của thiên sinh, mà có Đại Hắc Cẩu ra tay, ngay cả thiên sinh cũng không cách nào phát hiện bọn họ. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu tìm được kho báu, lập tức quét sạch. Tại sao thiên sinh không thu bảo vật vào trong hắc tháp? Đơn giản a, hắc tháp đã sớm không thể dùng, cần lực lượng của thiên tôn mới có thể khôi phục. Trước thiên sinh cũng chỉ là để hắc tháp lớn lên, xem là binh khí đến đập người, cái uy năng khác là không cách nào vận dụng. Còn có tiên kim, Lăng Hàn kinh ngạc, hắn lại ở đây phát hiện một khối tiên kim. Của ta, Ngoã Lý lập tức nói, hắn tiến hóa liền cần tiên kim hoặc quyển trục vị diện. Ngươi ngay cả quyển trục vị diện cũng không có tiêu hóa hết, vội vã cái gì, trước tiên ghi nợ. Lăng Hàn lập tức nói, quy về bản tọa, Cẩu gia vẫn không có một binh khí tiện tay. Đại Hắc Cẩu cũng chảy nước miếng. Lăng Hàn kỳ quái, ngươi làm sao có thể ngay cả tiên khí cũng không có? Tiên vương tầm thường không có tiên khí rất bình thường, nhưng Đại Hắc Cẩu là tầng 9, cái này còn không có tiên kim sao? Khỏi nói, lúc trước bản tọa trọng thương, bị ép niết bàn, không để mang vật ngoài thân, tiên khí phỏng chừng cũng bị người cướp đi luyện lại. Đại Hắc Cẩu phiền muộn nói, Lăng Hàn cười ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng có thời điểm chịu thiệt. Còn không phải tên khốn kiếp cửu ngũ thiên tôn kia, chờ Cẩu ra đột phá, nhất định phải chặt đầu chó của hắn. Phi phi phi, chặt đầu của hắn làm cầu đá. Đại Hắc Cẩu vô vùng bực bội nói. Lăng Hàn gật đầu, lấy tính tình của Đại Hắc Cẩu, có thể làm cho nó ăn vị đắng cũng chỉ có thiên tôn. Tiên kim này vẫn để cho tiên ma kiếm thôn phệ đi. Hắn nói, dù sao cũng là tang vật, không thấy được ánh sáng.
Tuy đại hắc cẩu bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ đành đồng ý, cũng còn tốt bảo vật của thiên sinh cũng không ít, nó được chia vài cây tiên vương đại dược. Cho dù nó ăn đã không có tác dụng gì, nhưng nó làm thế nào cũng phải mò chút gì à. Con chó chết này xưa nay không làm mua bán lỗ vốn. Bọn họ lui lại, trở lại lập tức chia cắt tang vật, ngay lập tức tiêu diệt hết. Không quá hai ngày, thiên sinh liền phát hiện kho báu bị trộm. Tức giận đến hắn nổi trận lôi đình, bởi vì tổn thất quá lớn, ngay cả vũ viện cũng tham dự điều tra, nhưng ngay cả thiên tôn cũng không có phát hiện dị dạng, việc này cũng chỉ có phần sống chết mặc bay. Đại hắc cẩu xui khiến Lăng Hàn, qua mấy ngày có phải lại làm một chuyến không? Nhưng Lăng Hàn lắc đầu, loại buôn bán này có lần một nhưng không thể có lần hai, ở dưới mí mắt của thiên tôn làm chuyện xấu, một lần là nhân lúc chưa sẵn sàng, thật coi thiên tôn là bài trí sao? Thuật lừa gạt của ngõa lý có thể nhất thời kiến công, kia là thiên tôn căn bản không có quan tâm, nhưng hiện tại còn muốn gây án. Chỉ có phần tự chui đầu vào lưới. Lại nói, thiên sinh mới vừa bị tóm lấy về nhà một lần, hiện tại lại đi có thể đạt được cái gì? Dê, phải nuôi béo lại giết. Đại hắc cẩu nói cũng chỉ là nhất thời nổi hứng, nó mới là tổ tông của đạo tặc, làm sao không biết đạo lý này. Nó muốn chu du thiên hạ, trước tiên chế tạo một tiên khí cho mình, sau đó tìm đủ nhiều tiên kim cho tiên ma kiếm thôn phệ. Giải cứu duyên sinh thiên tôn chính là nguyện vọng lớn nhất của nó hiện tại, thậm chí vượt qua chính nó trở thành thiên tôn. Lăng Hàn bắt đầu luyện chế xích hồng minh hỏa đan. Vật liệu vẫn không quá đủ, Lăng Hàn chỉ luyện ra một viên xích hồng minh hỏa đan. Hắn suy nghĩ một chút, không có tự mình dùng, mà là dự định lấy ra bán, đổi đến càng nhiều vật liệu, luyện chế ra càng nhiều đan dược. Hắn thả ra tin tức, bán ra một viên xích hồng minh hỏa đan, rất nhanh đưa tới rất nhiều người hứng thú. Có ý tứ chính là, trước đó chắc Khải từng lấy ra đan dược như vậy, triệu hoán mãnh nhân nỗ lực giết chết Lăng Hàn. Hiện tại Lăng Hàn lấy ra xích hồng minh hỏa đan, có phải là đánh cướp chắc Khải hay không? Nhưng viên đan dược kia trải qua giám định, chứng minh là vừa mới luyện chế ra, cùng chắc Khải không có chút quan hệ. Lăng Hàn nhân cơ hội thả ra tin tức, hắn chính là ngũ tinh đan sư, có thể luyện chế đại đan. Cấp tiên vương, đương nhiên, thu phí cũng không ít. Đây mới là mục đích thực sự của Lăng Hàn. Đan sư rất kiếm tiền, đặc biệt là đan sư cấp cao, mỗi lần thay người luyện đan sẽ thu lấy phí dụng kinh người, mà nếu tự mình luyện đan thì sẽ cầm bán đấu giá. Lăng Hàn càng muốn thay người luyện đan, sau đó thu lấy tiên vương đại dược làm thù lao, như vậy không cần luyện mấy lần, hắn liền có vật liệu luyện chế xích hồng minh hỏa đan mới. Lần này, hắn là thả con tép, bắt con tôm. Quả nhiên, qua mấy ngày thì có người câu thông với hắn, mời hắn hỗ trợ luyện chế đan dược. Cũng chỉ có một người, không có cảnh tượng đoàn người nối liền không dứt, cái này rất bình thường, ai biết đan thuật của Lăng Hàn như thế nào, vạn nhất làm hỏng vật liệu thì làm sao bây giờ? Các bạn vừa nghe xong tập 282 của bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.